ở một nơi mà thanh niên trai tráng lại không chịu đi làm ăn xa. Con trai của Hoàng Phao khi cầm nghề mộc trong tay cảm thấy mình rất là có giá. Khi làm nghề mộc của ông bà để lại, mình sẽ có một công việc đàng hoàng, lo được cho mình và gia đình. Trong một mét vuông đất ở đây, có thể làm nên điều gì? Nếu muốn tìm về gốc nghề mộc ở Áng Phao, đình làng chính là nơi kể chuyện nghề quê hương. Đình Áng Phao xây dựng khoảng thế kỷ thứ 18, thời vua Lê Hiển Tông thờ Tam Vị Đức Thượng Đẳng. Tinh hoa của làng mộc truyền thống hội tụ đặc sắc trong đại đình với những cột gỗ lim vững chãi và muôn mảng chạm khắc gỗ tinh xảo từ thời Nguyễn. Nét tạo tác truyền thống có hồn được dân làng lưu giữ và luôn hợp thời với nhịp sống hôm nay. Cái nghề mộc Áng Phao ấy, thì ngày xưa các cụ vẫn chuyên đi làm về các ngôi đình, chùa, nhà thờ họ, dòng tộc và các ngôi nhà cổ truyền thống. Các ngôi đình, chùa ở thôn Áng Phao hoặc là thôn Cao Xá và các địa phương xung quanh đây thì đó là những cái công trình kiến trúc mang đậm và phong cách của người thợ mộc Áng Phao. Cho đến thời điểm bây giờ thì ngoài việc làm kiến trúc thì anh em thợ trẻ còn phát triển, phát huy cái hệ thống sản phẩm là đồ thờ thủ công truyền thống. Cái đặc trưng của làng nghề mộc Áng Phao là các tác phẩm là được làm thủ công, trên đó thì là những cái mảng chạm theo những cái kỹ thuật, kỹ năng kỹ thuật từ chạm lộng, chạm thủng, chạm kênh bong lổi khối cho đến những cái đường nét, những cái nét tinh rất nhỏ mà thể hiện được cái hồn cốt của từng cái đồ án hoa văn. Theo các phó cả ở làng nghề Áng Phao, dấu ấn tác phẩm chạm khắc của làng uy tín bởi tay nghề người thợ mộc vốn được khẳng định qua nhiều thế hệ. Họ luôn theo đuổi sự sáng tạo trong mẫu vẽ, mẫu thiết kế, tính toán, chọn gỗ tỉ mỉ, kỹ lưỡng và điêu khắc hoàn toàn thủ công. Sau khi là thể hiện xong cái đồ án hoa văn trên bề mặt gỗ thì người thợ sẽ sử dụng những cái dụng cụ để chạm khắc. Từ những cái dụng cụ đấy thì người thợ sử dụng những cái công đoạn chạm thô, chạm tạo khối. Xong thì bắt đầu mới đi gọt, gọt chi tiết của hoa văn, xong bắt đầu cuối cùng là cạo lạo và đi lép và làm nhắn. Thì hình thành những cái tác phẩm hoàn thiện. Cái khâu mà tạo khối là một trong những khâu là tương đối quan trọng để tạo ra những cái khối hình hoa văn nó uyển chuyển theo từng cái nhịp bước hoặc là từng cái độ lông sâu của sản phẩm. Trong từng công trình, trên từng bức chạm của làng nghề đều thể hiện những đường nét mang tính nghệ thuật cao. Hoa văn trên mẫu thiết kế mang tính cổ xưa, hài hòa với cải biên mới. Khi lớn lên thì mình cũng rất yêu cái nghề mộc của quê hương và của gia đình. Ngoài việc gìn giữ phát huy nghề của cha ông để lại thì mình cũng đi tìm tòi học hỏi để từ đó sáng nghiên cứu ra những cái dòng nghệ thuật của từng thời kỳ khác nhau. Và từ đó mình sẽ ứng dụng vào những sản phẩm hiện nay của làng nghề. Công việc này mang lại cho mình sự sáng tạo và sự miệt mài trong công việc hàng ngày. Và mình không cảm thấy nó nhàm chán hay là buồn tẻ gì. Vì đây là một nghệ thuật mà mình đã tham gia theo đuổi trong suốt thời gian qua. Nhớ về làng mộc Áng Phao là nhớ tới hình ảnh ngôi làng nhộn nhịp, hưng thịnh với nghề. Người trẻ say mê công việc ông cha để lại. Người thợ quê hương đồng lòng, đoàn kết đưa danh thơm nghề mộc quê mình vang xa và tô thắm diện mạo ngày càng tươi đẹp hơn của làng mộc quê hương.